Bé từ 1 tuổi trở lên là sử dụng được giắc cơm nha mẹ. Các mẹ có thắc mắc tại sao khi con trên 1 tuổi hay chê cơm trắng không? Vì dưới 1 tuổi nguyên tắc là không nêm gia vị nên đồ ăn của con nó rất là nhạt. Và khi con trên 1 tuổi thì các mẹ bắt đầu nêm nếm gia vị để đồ ăn của con được ngon và đậm đà hơn. Đương nhiên khi đó con sẽ cảm thấy cơm rất nhạt nhẽo. Vậy thì giải pháp cho những em bé kén cơm là mẹ có thể tự làm các gia vị giắc cơm trộn cùng với cơm trắng. Tuy nhiên nếu mẹ không có thời gian hoặc lười thì có thể mua sẵn các gói gia vị giắc cơm như này để những lúc mẹ đi làm về muộn, không kịp nấu cơm hay những lúc con chán những khay cơm mẹ nấu, kén cơm, kén thịt cá thì mẹ có thể dùng giắc cơm trộn vào cơm hay cháo để đổi bữa cho bé. Từ ngày mình tìm được giắc cơm Dr. Nem này thì em Tôm nhà mình nghiện lắm. Lần nào tới bữa là cứ đòi ăn cùng giắc cơm mới chịu. Giắc cơm Dr. Nem này thì mình thấy vị của nó rất vừa miệng, được chế biến từ thịt cá, rau củ tươi, cung cấp chất xơ, đạm nên mẹ có thể thay thế một bữa ăn hoàn chỉnh, lại nhiều vị cho mẹ thay đổi, vừa ngon miệng, vừa tiện lợi, lại đầy đủ dinh dưỡng. Một hộp giắc cơm như này sẽ có 5 gói 5 vị, gồm 3 vị chính là vị cá hồi, vị bò sốt bơ, vị rau củ rong biển, kèm thêm là vị gà rắc phô mai và phô mai cho các mẹ thay đổi. Ngoài ra tặng một gói bột nêm rau củ không mì chính, an toàn cho bé. Bé nào mà lười ăn rau, kén cơm, kén thịt cá thì các mẹ tham khảo thử xem sao nha.